Hi, welcome back to my channel, Starsky Lego. Okay, sugar mago. Let's go. Thank you.
Let's go. I see you. Oh no! There are monsters running towards our house. Hurry up and open the... Let's go, baby.
Let's go. See you here, through. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả ô nhà. Trong mỗi ô nhà sẽ có một câu hỏi khác nhau, các bạn sẽ tìm kiếm trả lời đủ ba câu hỏi trong từng ô nhà một. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành tương lai và thoát khỏi đường này và chuyển sang chapter 2. Ok, ô gì ba lấy cầu. Let's go.
So I've got to get the tail. Slender rising. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 bức hình được gắn trong map bản đồ này. Khi đủ 8 bức hình thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành tựa này và thoát khỏi đây. Ở đây thì khi càng tìm nhiều hình thì Slenderman ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh. Và càng cẩn thận, nếu không thì các bạn sẽ bị ông ta bắt. Thì đó thì các bạn sẽ làm trở lại từ đầu. Đến gần một bức hình nào đó thì nó sẽ phát ra tiếng động. Và các bạn sẽ đến gần đó và sẽ tìm được cái bức hình nào đó. Ví dụ như vậy. Bức hình đó thì đối diện đây rồi. Mình sẽ phải đi này. Let's go.